Xin chào tất cả các bạn, đây giờ mình vừa mới sưu tầm được cái miếng đế yên của xe đèn vuông. Đây là miếng này mình sẽ gắn cho xe đèn vuông nha. Đây tình trạng của nó như sao. Đấy, cái miếng này phải nói là cực kỳ hiếm luôn, gắn cho xe đèn vuông custom rồi đó, cấp nữ hoàng rồi đó các bạn. Cái này có vẻ như là nó bị cắt mất cái đế ở đây rồi. Và cắt cái đế ở đây thì để gắn vô xe chắc là phải cột cái cọng kẽm đây rồi cột phía dưới cái yên này mới được nè, hoặc là phải hàn lại. Cái này là bằng cao su. Đây hàn đây là cực kỳ hiếm luôn. Đây, anh em nào có nhu cầu sưu tầm liên hệ với mình, không có miếng thứ hai nha. Đó, mới mua được lại của một vị khách mà rất đặc biệt. Okay.